Đợi tôi mà. Bây giờ trước tiên thì hát này trước đi cho không khí vui dễ thương hơn. Bên một ca khúc mà đang được không cần nói nhiều, thì xin nói trước đi thôi. Là tại vì những khán giả nào chưa biết cái album mới của Đăng Trường thì Đăng Trường muốn giới thiệu ca khúc dân ca mới của Đăng Trường. Xin giới thiệu cho những khán giả Tui Xa hôm nay về được chơi cũng theo hội của Đăng Trường. Vâng, một ca khúc mà do chính Đăng Trường làm đạo diễn và đóng gương bài hát này, từ một anh chàng khờ khảo mà trở thành một diễn viên nổi tiếng luôn, được mọi người ủng hộ, đó là ca khúc mà tên Anh Ba Kiếm. Xin mời bạn cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.